Rồi, xin chào các bạn. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh tin ứng dụng. Thì hôm nay tiếp tục sẽ giới thiệu với các bạn một cái bài tập thực hành Excel tổng hợp số 4. Thì đối với cái bài tập này có một số cái lưu ý về cái việc nhập dữ liệu này, không trình bày lại mà chỉ nhắc lại cho các bạn có thể xem lại ở cái video mà các cái lỗi thường xảy ra khi nhập dữ liệu. Ở đây trong cái bài tập này thì mình để ý cái chỗ tỷ giá nó có đơn vị tiền tệ thì lưu ý và có dấu phân cách hoàn nghìn. Cái này mình không có nhập trực tiếp vào mà các bạn phải định dạng đơn vị tiền tệ, định dạng dấu phân cách hoàn nghìn. Tương tự như thế là ở cái bảng bảng đơn giá phía dưới bảng phụ, cái đơn giá những cái dấu chấm là dấu phân cách hoàn nghìn này, các bạn cũng khi mà làm bài không nên nhập trực tiếp dấu chấm vào mà chỉ nhập những con số thôi. Sau đó mình sẽ dùng cái chức năng định dạng của Excel để định dạng dấu phân cách hoàn nghìn và đơn vị tiền tệ cũng vậy. Rồi, trước khi vô thực hành cái đề này thì cái bài tập này thì lưu ý các bạn là hai cái vấn đề đó, để tránh trường hợp mà mình nhập trực tiếp vào nó không hiểu là kiểu số mà nó hiểu là kiểu chuỗi, lúc đó mình sẽ tính toán các cái công thức trong các cái yêu cầu nó sẽ không có ra giá trị đúng. Thì dữ liệu của bài tập này thì để mà tiết kiệm thời gian thì tôi đã nhập sẵn cái bảng tính Excel và mình thực hiện theo các yêu cầu thôi. Thì mình quan sát qua một chút cái dữ liệu của bài tập. Mình thấy có các cái cột mã số, ngày bán. Ở đây định dạng của cái loại ngày bán này là không có năm. Người ta không nói năm cụ thể thì các bạn có thể lấy năm hiện tại cũng được. Và lưu ý các bạn đọc cái mô tả. Ví dụ trong cái mã số tính từ trái sang, tức là cái cột này. Người ta nói ký tự 23 tức là XA hoặc XZ nè, M5 hoặc là Z5 nè. Cho biết mã hàng. Đây, như vậy là trong cái bảng phụ phía dưới mã hàng là hai ký tự giữa của mã số. Ký tự cuối cho biết loại hàng, ký tự cuối là S, F cho biết loại hàng. Loại hàng như thế nào thì trong yêu cầu người ta sẽ nói rõ. Bây giờ mình đi giải quyết từng cái yêu cầu một, nhất là nhập và định dạng bảng tính đúng mẫu. Thì nếu như các bạn nhập như thế này, định dạng như thế này là nó bảo đảm cái đúng mẫu này. Các bạn lưu ý sở dĩ cái ô tỷ giá này tôi nhập mà nó nằm bên trái là do tôi định dạng thôi, cho nó sát giống như cái đề thực chất của nó. Nếu mình không chọn định dạng canh trái thì nó sẽ nằm bên phải, vì cái chữ đồng này là tôi không có nhập trực tiếp mà tôi định dạng. Còn cái việc nó hiện dấu chấm với dấu phẩy này cũng không quan trọng. Các bạn muốn hiện nó là dấu chấm thì các bạn phải vào hệ thống các bạn chỉnh. Đây, sẵn đây tôi chỉnh chỉ luôn, mình vào hệ thống mình chỉnh lại cho nó dấu phân cách phần nghìn của nó thành dấu dấu chấm. Hiện tại nó hiện là dấu phân cách phần nghìn là dấu phẩy. Mình vào cái mục vùng và ngôn ngữ Reason and Language, chọn Additional Setting. Ở đây dấu phân cách số thập phân, lúc này dấu phân cách này là dấu dấu chấm, bây giờ mình sửa lại là dấu phẩy này. Dấu phân cách phần nghìn Group District Symbol mình sửa lại thành dấu chấm, sau đó nhấn Apply. Ok, thì lúc đó thì nó sẽ hiện dấu phân cách phần nghìn là dấu chấm giống như cái bài tập, giống như cái đề của bài tập. Rồi, đó là câu thứ nhất, mình nhập và định dạng đúng như cái mẫu của bài tập thì được tính là một điểm. Câu thứ hai, tên hàng dựa vào ký tự 23 tính từ trái sang của mã số và bảng 1. Bảng 1 là bảng này. Thì ta xác định là mã số, hai ký tự giữa của mã số là mã hàng. Tôi dựa vào hai ký tự đó để tìm trong cái bảng phụ lấy tên hàng. Như vậy là mình xác định là do tìm theo cột chiếu qua. Vậy là mình phải dùng cái hàm gọi là hàm VLOOKUP để do tìm. Hàm VLOOKUP giá trị thứ nhất là giá trị do tìm. Ở đây ta dựa vào mã hàng, tức là hai ký tự giữa. Để lấy hai cái từ giữa của mã số thì mình dùng cái hàm mid để mình lấy hai cái từ giữa của mã số tính từ ký tự thứ hai và lấy hai cái từ. Rồi các bạn lưu ý trong cái máy tính này hiện tại là nó hiện dấu chấm phẩy nha.
Hướng dẫn của cái công thức nó hiện là dấu chấm phẩy, do vậy mình đánh dấu chấm phẩy, đánh dấu phẩy thì nó báo nó lỗi tùy theo cái máy. Do nãy tôi sửa dấu bằng cách phần hình thành dấu chấm, bây giờ nó hiện thành dấu chấm phẩy, nó ảnh hưởng tới cái tham số trong công thức. Rồi tới tham số thứ hai của hàm VLOOKUP, tức là bảng dò tìm. Ở đây ta lấy mã hàng và tên hàng, do vậy ta chỉ cần tô hai cột này thôi và cố định cái vùng dò tìm. Cái tham số thứ ba chính là cột lấy giá trị trong cái vùng mình tô, thì cái cột tên hàng này chính là cái cột 2. Và tham số thứ tư là cách dò tìm, ở đây mình dò tìm chính xác là mình nhập vào là không hoặc là false. Rồi câu này rất là đơn giản, đây là cái kiến thức cơ bản của hàm VLOOKUP, chỉ sử dụng lòng vào một cái hàm cắt chuỗi là hàm MIS, và đó là cái yêu cầu thứ hai mình đã thực hiện. Yêu cầu thứ ba là loại hàng dựa vào ký tự cuối là S thì ghi là hàng mới, F là hàng đổi trả, tức là mình dựa vào ký tự cuối của mã số, nếu là S là hàng mới còn F là hàng đổi trả. Nếu mình thấy cái chữ nếu là mình sẽ suy luận ngay tới cái hàm gọi là hàm if, để mình lấy ký tự cuối để mình xác định là S hay là F thì mình phải lấy ký tự cuối, do vậy mình dùng cái hàm cắt chuỗi là gì? Right. Right của mã số lấy một ký tự coi nó có bằng S hay không, mà S là chuỗi, do vậy mình phải bỏ một nháy kép nhé. Nếu mà nó bằng S, người ta nói là đó là hàng hàng mới thì mình nhập cái chữ vào là hàng mới, ngược lại là không phải là S tức là F, nó có hai ký tự thôi thì là hàng đổi trả. Do vậy mình nhập đây, nếu là S đúng thì trả về tham số thứ hai của hàm if. Do vậy mình nhập là cái chữ là hàng mới. Nhớ là cái chữ hàng mới này là một cái chuỗi, do vậy phải bỏ nháy kép. Còn ngược lại không phải là S tức thì nó là F, vì nó có hai loại ký tự là S hoặc F thôi trong cái bảng này. Do vậy nếu mà trả về S không đúng thì có nghĩa là F mà F là hàng đổi trả theo cái yêu cầu người ta mô tả như thế. Rồi mình đóng ngoặc hàm if. Đây cũng là một cái câu rất là đơn giản cơ bản của hàm if thôi, mình chỉ lồng vô một cái hàm right để lấy cái từ cuối mình so sánh để mình biết đó là loại hàng gì. Tôi làm cái dấu phẩy cũng quen rồi, bây giờ dấu chấm phẩy mình đổi lại dấu chấm phẩy nó mới đúng. Đấy thì như vậy mà mình sẽ làm được cái yêu cầu thứ ba rất là đơn giản. Yêu cầu thứ tư là đơn giá dựa vào ký tự 23 tính từ trái sang, thì giống như là tên hàng đấy, bảng 1 để xác định cái đơn giá chính là cột này. Nếu như dừng ở cái tới dấu chấm này thôi thì nó giống như cái câu tên hàng, nhưng mà cột mình lấy lúc này là cột đơn giá, nhưng mà nó có thêm cái chú ý nè, giảm 10% đơn giá cho hàng đổi trả. Do vậy thì mình cứ làm VLOOKUP dò tìm giống như tên hàng, còn cái việc giảm 10% mình sẽ tính 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 sau nha. Do vậy cũng là dùng cái hàm dò tìm, lấy hai cái từ giữa của mã hàng để dò xuống bảng phụ phía dưới, và phải dùng cái mid chấm phẩy tại vị trí thứ hai, lấy hai cái từ và bảng dò tìm. Các bạn không cần tô cái tiêu đề trên này, chỉ cần tô thế này để nó chiếu qua thôi, nhưng mà lúc này mình do mình lấy đơn giá, do vậy mình phải tô tới cái cột đơn giá. Nhớ cố định cái vùng dò tìm, cột đơn giá thế này chính là cột 3 trong cái bảng mà mình tô đấy. Cách dò tìm cũng là không, nhưng mà nếu là hàng đổi trả thì giảm 10%. Đây chú ý, hàng đổi trả giảm 10% thì lúc này mình sẽ nhân, là mình nhân với 90% nếu như hàng đổi trả. Do vậy lúc này để biết hàng đổi trả hay là hàng mới thì mình phải dùng cái hàm if. Cũng tương tự cái câu này, nó kết hợp giữa cái câu tên hàng và cái câu loại hàng đấy, tức là vừa hàm với lúc khúc và vừa hàm if đó. Bây giờ mình dùng cái hàm right, mình cắt ký tự cuối coi phải hàng đổi trả, mà hàng đổi trả là
Cái từ cuối của nó là F nhé, nếu bằng F thì lúc này mình sẽ trả về là 90%, bị giảm 10%, tức là thay vì 100% là 1 á, nhân 1 thì cái giá trị đơn giá nó vẫn còn nguyên, bây giờ giảm 10% thì mình phải nhân cái đơn giá lấy ra phải nhân với 90%. Ngược lại là 100% có nghĩa là 1, tức là hàng mới á, mình không có giảm giá, tức là cái đơn giá nó nhân với 1 nó vẫn giữ nguyên đơn giá, nó không có giảm. Còn đơn giá mà nó nhân với 90% á, thì nó sẽ giảm 10%. À, các bạn hiểu cái vấn đề đó ha. Chứ không phải giảm 10% thì mình đánh vô đây 10% là không đúng. Nếu mình đánh vô đây 10% thì nó nhân với 10% thì cái đơn giá nó giảm tới 90%. Như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái việc bán hàng, nó sẽ không đúng với cái yêu cầu đề ra là giảm 10%. À, mình lại nhầm cái dấu chấm phẩy nữa rồi. Rồi, đánh vào dấu chấm phẩy. Đây là mình làm được cái câu đơn giá. Câu đơn giá chính là kết hợp giữa cái câu tên hàng và câu loại hàng. Nhưng mà có suy luận một chút. Rồi, câu tiếp theo. Giảm giá nếu số lượng từ 25 trở lên thì giảm giá 15% nhân đơn giá nhân số lượng. Tức là cái cột giảm giá này nó làm cái công thức này luôn nè. Nhưng mà dựa vào cái cột số lượng thì cái này mình phải dùng cái hàm if. Các bạn thấy trong Excel cái hàm if được sử dụng rất là nhiều. Để mình biết cái số lượng từ 25 trở lên thì mình if với số lượng nó có lớn hơn hoặc bằng 25 thì số lượng nó sẽ là từ 25 trở lên. Được chưa? Thì cái giảm giá bằng 15% nhân với số lượng nhân với đơn giá. Thì lúc này mình lại đánh vào là 15% nhân số lượng nhân đơn giá nè. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại là số lượng nó từ 24 trở xuống chẳng hạn. Thì lúc này mình không có giảm giá. Bán nhiều mới giảm giá, bán ít giảm giá lỗ. Không giảm giá thì tức là giảm giá là bằng gì? Bằng 0. Như vì số lượng này 20 là không giảm nè. Còn số lượng 30, số lượng 45 thì nó giảm bao nhiêu tiền? Theo cái công thức yêu cầu này ra. Giảm 15% của cái tổng thành tiền. Tổng thành tiền là số lượng nhân đơn giá đấy. Nếu mà số lượng từ 30 trở lên thì từ 25 trở lên thì người ta giảm cho 15% tổng thành tiền. Rồi yêu cầu tiếp theo số 6 này rất là đơn giản, tức là thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá trừ cho giảm giá. Ở đây mình đã có cột đơn giá, có giảm giá rồi, có số lượng rồi, thì mình tính tổng thành tiền có nghĩa là bằng số lượng nhân đơn giá trừ cho giảm giá. Ở đây mình không cần đóng mở ngoặc cái chỗ phép nhân này, bởi vì ưu tiên phép toán thì nó sẽ nhân trước nó mới trừ sau. Rồi, cái câu này rất là đơn giản. Để mà lấy điểm. Rồi, cái câu số 7 là thành tiền bằng thành tiền Việt Nam đồng chia cho tỷ giá USD là 1 USD bằng 22.690 đồng. Bây giờ mình đổi tiền Việt Nam sang tiền USD thì cái công thức của nó là bằng Việt Nam, tiền Việt Nam, tổng tiền Việt Nam chia cho tỷ giá. Nhưng mà tỷ giá đây là một cái ô, do vậy mình phải cố định. Nếu như mình không cố định, mình kéo xuống các cái dòng khác thì nó dịch chuyển cái ô này là không đúng cái ô tỷ giá. Đây sẽ ra cái số tiền USD. Đây người ta có kêu làm chọn bao nhiêu số thập phần không, kêu mình cứ để như vậy. Rồi, ok. Rồi câu số 8 thì thống kê tổng thành tiền theo từng loại hàng trong bảng 2. Đây ta có cái bảng 2 nè, ta thống kê tổng thành tiền. Tổng thành tiền là mình dùng cái hàm gì nè? Hàm sum tính tổng, nhưng mà có điều kiện là hàng mới hoặc hàng đổi trả phải sum if. Sum if ta có thấy nó hiện lên là ba tham số nè. Vùng tham chiếu để so sánh điều kiện.
Rồi mình dựa vào tên hàng, hàng mới hay hàng đổi trả, do vậy cái cột tham chiếu mình sẽ tô như đây và cố định nó. Và cái điều kiện chính là cái tên hàng. Nhớ là cái tên hàng là phải đánh chính xác giống tên hàng này thì nó mới thấy nha. Và vùng tính tổng, tổng thành tiền. Ở đây người ta không nói là tiền Việt Nam đồng hay tiền, thường là phải chọn cái tiền Việt Nam này. Này đổi ra tỷ giá thì mới dùng cái tiền USD. Ta cố định lại. Sở dĩ cái tham số thứ hai không cố định là bởi vì sao? Vì mình copy qua đây cho nó dịch chuyển qua đây, còn các cái cột kia phải cố định thì mình mới copy công thức qua bên này được. Đây. Như vậy thì mình sẽ làm được cái câu tổng thành tiền trong bảng 2. Rồi, từ cái câu tổng thành tiền này mình sẽ vẽ cái biểu đồ ha, biểu đồ hình cột. Cluster. Slider. Đây ta có hai loại hàng. Đấy. Chọn cái insert. Đây cái loại biểu đồ hình cột. Nói như vậy mình sẽ được cái biểu đồ thể hiện tổng thành tiền theo từng loại. Ở đây người ta không có kêu mình chèn tiêu đề gì, mình cũng không cần chèn. Nếu như chèn thì cũng được, nó cũng đẹp thôi, nhưng mà nếu như còn thời gian thì mình chèn cái này đã đủ yêu cầu. Chèn vào tiêu đề các bạn, vào layout, chart, title, đây đánh tiêu đề vào thôi, tổng thành tiền. Như vậy là mình được cái tiêu đề rất là đẹp theo cái yêu cầu. Trích lọc thông tin của loại hàng đổi trả, kết quả đặt vào vùng trống của sheet hiện tại. Hàng đổi trả như vậy để trích lọc thông tin đó, thì các bạn lưu ý đó, mình phải làm gì nhỉ? Đầu tiên là làm gì? Lập vùng điều kiện. Tôi dựa vào loại hàng. Điều kiện ở đây là đổi trả. Cái chữ đổi trả này mình phải nhập chính xác nha, thì nó mới thấy. Nó không phân biệt qua thường, nhưng mà để đẹp mình đánh đúng luôn. Mình tạo cái vùng điều kiện. Trích lọc là trước tiên phải tạo vùng điều kiện. Điều kiện có mấy cách thì mấy cái video trước tôi đã giới thiệu rồi. Giờ làm theo cái câu của bài tập này thôi. Rồi mình vào Data Advanced. Chọn cái bảng bảng tính chính, đó là tham số thứ nhất. Tham số thứ hai chính là cái vùng điều kiện mình vừa tạo. Rồi mình copy tới cái khu vực nào, chọn copy to another, đặt con trỏ tại cái vùng trống theo yêu cầu, nhấn ok thì nó sẽ lọc ra những cái mặt hàng, loại hàng là đổi trả. Đấy. Như thế là mình đã hoàn thành xong cái bài tập tổng hợp số 4. Các bạn lưu ý cái bài này nó là những cái kiến thức cơ bản, những cái công thức cơ bản thôi. Và lầm vào đó là một cái hàm cắt chuỗi. Ở đây các bạn dễ nhầm nhất là cái việc nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu khi mà có định dạng đơn vị tiền tệ và định dạng dấu phân cách hàng nghìn. Nhắc lại là các bạn nhập trực tiếp, còn cái phần dấu chấm hoặc là chữ đồng Việt Nam đồng gì đó thì mình phải định dạng chứ không có nhập trực tiếp. Nếu như nhập trực tiếp nó sẽ lỗi, nó hiểu là kiểu chuỗi, lúc đó mình tính toán nó sẽ không ra kết quả như mong muốn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.